anh em, video này mình lại tiếp tục giải combo của dự án Mazot và dự án Vertex Foundation nha anh em, ngày 22 tháng 10 năm 2024. Như thường lệ nha thì khi chúng ta đăng nhập vào dự án Mazot này thì anh em phải điểm danh hàng ngày nè, đó. Tới ngày thứ 10 thì chúng ta sẽ được nhiều cái điểm star hơn. Rồi anh em trở ra cái mục ơn nè. Ở đây có cái nhiệm vụ hàng ngày chúng ta phải làm là chúng ta nhận được liền á, follow cái Mazot này, anh em nhấn vào search rồi chúng ta trở lại thôi, không cần làm gì hết, chết nè. Đó, rồi, kéo xuống dưới ha, tìm xem những cái nhiệm vụ nào mà follow dễ dễ. Anh em cứ làm hết đi ha. Ở đây thì đa phần là follow không, cho nên chúng ta cứ làm luôn nha anh em. Đó. Rồi, sau đó chúng ta trở ra cái mục à, game để chúng ta bắt đầu là quay roulette ha. Cái này thì cứ 8 tiếng chúng ta vào quay một lần. Thì ngẫu nhiên anh em sẽ trúng được từ 500 cho đến 10.000 cái điểm star của dự án ha. Và đối với dự án này thì hiện tại đang rất là à, quét tài khoản nha anh em. Rồi à, cũng đang rất là gắt gao về vấn đề mà Unem kiểu như chích tài khoản á Cho nên chúng ta không nên nha Rồi cái này thì cứ 8 tiếng vào đây chúng ta quay một lần nha Sau đó chúng ta chơi những cái trò chơi ở đây để chúng ta kiếm thêm Những trò chơi này nó sẽ ít hơn Rồi sau đó chúng ta bắt đầu là dạy combo của dự án ngày hôm nay Bấm vào chữ play nha anh em Thì combo hôm nay mình sẽ viết trên màn hình này luôn Mình sẽ ghi số anh em cứ nhập đúng số là ok nha Rồi bây giờ mình sẽ nhập số cho anh em ha Đây thì ở đây là số 1 này Số 2 này số 3 này số 4 này đó anh em cứ nhập đúng 1 2 3 4 thì nó sẽ cộng 5.000 cái điểm star cho anh em nha Bây giờ mình sẽ nhập nha anh em à, 1 nè 2 nè 3 nè 4 nè đó chính xác thì chúng ta cứ bấm chữ chết nha Ôi bị sai rồi anh em mình bấm bị lỗi ha mình bấm bị lộn số nha anh em số 1 là nó nằm trên này nè nhưng mà mình bấm dưới này số 1 cho nên nó bị lỗi ha mình đổi lại hai hình đó nha anh em một không được anh em à. nó phải cho nên anh em phải nhập cho chính xác nha. Mình hôm nay mình bỏ mất lỡ hết 5 cái 5000 cái điểm star rồi anh em à Đây, anh em nhập cho đúng lại nha. Mình ghi lại nè. Đây số 1 nè, do mình nhập ở đây là thành số 2 rồi. 2 ở bên dưới nha. 3 và 4 đó, anh em phải nhập cho đúng nha. do mình nhập bị lộn hai cái số đó đó. Rồi ok, đã chính xác rồi anh em cứ nhận 5000. À, combo của Amazon đã xong thì mình đi đến dự án số 2 đó là à, combo của Vertex Foundation ha. À, đối với uh, Vertex Foundation này anh em thì hiện tại đang rất nhiều KOL của thế giới đang bình luận về cái dự án này tại vì có ít lượt thành viên tham gia và giá của bán trên Primex Kit rất là cao cho nên kèo này mình nghĩ ăn arop cũng rất là ngon anh em. Anh em bấm connect cái phần khai thác tự động ở đây nha. Rồi anh em bấm claim cái điểm danh. Đó, ở đây thì chúng ta bấm zone vào cái group của những cái dự án họ giới thiệu thì chúng ta sẽ kiếm thêm cái đồng Vertex ha. Rồi, anh em nhấn vào cái hình khai thác mining tự động ở đây nè, nhấn vào chúng ta bấm connect nha, làm bên phần miễn phí đi nha anh em. còn nếu muốn x2 thì chúng ta phải tốn ton, chúng ta cứ, cứ làm miễn phí thôi. ok, vào cái chỗ mission ở đây để chúng ta làm rất là nhiều nhiệm vụ bên dưới này. đó, xem ha, anh em thấy cái nhiệm vụ nào dễ dễ, chúng ta cứ làm nha. ở đây thì nó rất là nhiều điểm nè, daily thì chúng ta đã điểm danh rồi nè, ok ha, cứ chịu khó thôi em. rồi sau đó chúng ta bắt đầu vào để chúng ta upgrade Upgrade á, thì nó bên Upgrade này á, là Upgrade Max level để chúng ta được khai thác nó nhanh thời gian rồi tự động nó nhanh hơn. ở bên cạc này á, là Upgrade cái khai thác để nó tự động cho anh em. tức là chúng ta cứ đăng nhập vào chúng ta sẽ nhận được ha. đó. anh em thấy cái nào nó thấp thấp á chúng ta bỏ ra một ít uh, vertex để chúng ta nâng lên như cái này nè. đó nâng lên nè. đó chúng ta chỉ cần bỏ cái đồng vertex chúng ta khai thác được chúng ta nâng thôi chứ không tốn gì hết nha anh em. như cái này nè chúng ta nâng nè. đó rất là đơn giản ha. Rảnh thì em vào đây kiếm những cái nào tốc độ cao mà bỏ ra ít vertex đó chúng ta cứ nâng lên hết rồi khai khai thác tự động của mình nó càng cao thì chúng ta sẽ kiếm được càng nhiều về tết thôi chứ không có gì hết ha. Về lâu về dài thì nó sẽ khá là ngon nha anh em. Rồi cái này mình nâng luôn một lượt luôn anh em. Ok và sau khi chúng ta đã nâng cấp hết rồi thì công việc còn lại là chúng ta sẽ giải combo. Ở đây anh em nhấn vào cái mũi tên ở đây nè để chúng ta bắt đầu nhập cái ba cái combo nha anh em. Bốn ha. Anh em làm cho đúng nha thì mình ở đây nè một này. 2 nè, 3 nè, 4 nè. Đó, hôm nay chỉ có hai hình như vậy thôi. Anh em chỉ cần nhập đúng nha. 1 nè. 1 2 3. Ok nè. Đó, chính xác thì nó sẽ bắt đầu cho chúng ta nhận 16 ha. Cái token ve tết à, và đối với dự án này anh em nên cày ngay từ bây giờ luôn nha anh em chứ để muộn muộn quá thì chúng ta sẽ cày không được nhiều đâu lưu ý ha ok mình xin cảm ơn anh em đã xem video của mình nha bye bye